Thấy không, thấy nó hào rồi. Thưởng thức nắng hào, mời con người anh đang hào sống nha. Nó nhiều wasabi của nó cay trời. Người ta bỏ đấy lên, người ta cầm cái đó người ta húp luôn á, không cần muỗng. Rồi húp luôn vậy đó. Đó vậy đó, ngay cái đó đó rồi. Cay quá, cay quá, nhìn bỏ nhiều quá đó. Rồi như đã rồi vô. Cảm giác nó do mót không anh? Nó nồng, nó nồng, nó xông lên lên mũi lên đó kìa. Rồi. Hơn do mót.